Dạ, em xin chào tất cả các bác yêu Lan nha. Và đây là phiên bán hàng trong buổi chiều ngày hôm nay của em, Hương Lan Rừng. Đây là một chậu ngọc điểm một mỹ ba con, núi Tà Cú, ngọc điểm núi Tà Cú. Đó thì cái chậu này á là em tậu lại của một bạn ở xã Tân Thành, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Đó, bạn đó là cũng chơi ngọc điểm chuyên rừng Bình Thuận, Tà Cú, Tà Đặng. Đó, và đây là chậu Tà Cú. Đó, là đây là mặt ho hiện tại nha mọi người. Cái đợt Tết vừa rồi nè, đó, Tết năm nay ra ho nè. Đó. Và đây giờ ra thêm được hai, đây là mặt bông hiện tại đây, độ chấm tím rất là nhiều. Đó, còn em nói về nguồn gốc á, là nguồn gốc mà em sưu tầm của cái nguồn của cái bạn đó là nguồn chuẩn 100%. Đó, mọi người xem chắc lá nha. Đó, em chỉ post cái hình mà em mua tại nhà bạn đó, em để cuối clip nha. Cái hình mà em mua tại nhà bạn đó là cuối clip. Đó, em có mua, tại em có chụp tại nhà bạn đó. Đó, đây là ngọc điểm Tà Cú. Ví dụ như mọi người nhìn vô, mọi người ồ tại sao Tà Cú nó lại mặt bông này, tại tại sao mà Mỹ Thạnh mặt bông kia, hay là mặt này mặt bông này không phải Tà Cú, là không phải vậy nha mọi người. Không có mặt bông nào giống mặt bông nào, và không có cây lan nào giống cây lan nào. Quan trọng là mình tạo được cái nguồn nó chuẩn 100%, và Hương Lan Rừng chỉ là 100% nguồn rừng Bình Thuận nha mọi người. Đó, đó là điểm, đó là điều uy tín của kênh của em, và em chỉ chơi 100% rừng Bình Thuận thôi. Và đây là cây này là cây sông Phan nè. Đó, cây sông Phan nè, mà em để em quay này trước, em quay chậu Tà Cú trước, một mẹ ba con. À, núi Tà Cú. Đây là một con nè. Một con này có sẵn lúc mà em mua nè. Cây này cũng có sẵn tại nhà người ta em mua nè. Còn cây này là cây con ra đợt Tết vừa rồi. Đợt Tết rồi nó ra thêm cây con nữa là ba cây con, là một mẹ ba con. Đó, lúc em tậu chỉ là một mẹ hai con thôi. Đó. Bộ rễ thì rất dài. Đó. Bộ rễ rất nhiều nha. Bám chậu rất nhiều nè. Đây là mặt bông hiện tại nè. Đó. Rồi, bây giờ em vào hình đầu tiên nha. Hình đầu tiên là em cần ra chậu hoàng nhãn tháng 4. Đó, hoàng nhãn tháng 4 nha, chứ không phải hồng nhãn nha mọi người. Đây là hoàng nhãn tháng 4. Đó, hình số 1 là gồm 2 cây. Đó, em thường thì rễ bám chậu rất nhiều nè, rất ổn định, cố định nè. Đó, rất tốt nè. Đó. 2 cây. Em lấy xuống. Đó. Đây, mọi người xem chắc lá nha. Đó. Thì cây chậu mũ này hình số 1 thì em bán là 350 bao ship nha, 350 bao ship. Chậu 2 cây rễ ổn định nè. Đó, và em tới chậu thứ 2 cũng là hoàng nhãn tháng 4 luôn. Cũng bằng giá 350 luôn, 2 cây, một chậu 2 cây. Cây này rất lực nha, rất bự nha. Một cặp, một chậu, một cặp 2 cây. Hoàng nhãn tháng 4. Rễ bám rất ok nha, rất thuần nha. Đây là mặt sau. Đây, hình số 2 là 350, em bao ship nha. Và em có một chậu kiều. Cây kiều này là hình số 3, 520k. Em cũng bao ship luôn. Một hình em cũng bao ship luôn. Đó, rễ tù tủ mọi người nhìn nè, bộ rễ đây nè. Đó. À, chậu kiều em quay tổng quan cái chậu kiều nha. Đó. Như gồm là tổng cộng là 20 thân. Rễ bám rất nhiều nha mọi người. Đó, rễ bám chậu full nè. Đó, rễ tu tụ rất nhiều nha. Rễ hơn một gang của em nha. Đó, thì gồm 20 thân. Thì chậu này là em ra 520, em bao phí ship nha. Mọi người cứ trả đúng 520 thôi, ship em lo. Đó. Rễ rất tốt nha mọi người. Rồi, em tới chậu ngọc điểm nguyên bản rừng sông Phan. Cây này lúc trước em để lại chơi em không bán nè, bây giờ em cũng một kẹt một số vấn đề nên em đang lên bán. Cho mọi người ngắm trước nè. Một mỹ một con. Lá cây mỹ vẫn còn lá ngọn nha, chứ không phải là chết mà ra cây con đâu. Đó, cây rất nhỏ mà vẫn ra để được cây con nè. Đó. Trong quá khứ em có lên clip cây này rồi, em có quay rồi, em có lên clip kênh YouTube em rồi. Đó, nguyên bản nha mọi người. Đó, em cố tình em ghép thế này cho nên là thành thế thác đổ đi lên nè, cây mỹ đi lên rất đẹp nha. Đó. Đây rễ nè. Đó. Rễ nè. À, cây là hình số 4 là 380, em cũng bao ship luôn. Đó, hình số 4 nha, 380 bao ship. Đó. Và em tới cây ngọc điểm Tà Cú như em nói nè, mặt bông nha. Đó, bác nào có chơi á thì alo cho em nha. Đây là hình số 5. Hình số 5 giá là gọi em nha anh. Đó, gọi em nha anh. Ok, hình số 5 gọi em nha anh. Đó.
Đây là mặt bông nha mọi người, rất đẹp nha. Đó, một mỉa ba con. 1, 2, 3. Lá rất dài nha mọi người. Hơn một gang em nha. Đó, đây là mặt mặt sau nè, một mỉa ba con. Đây là mặt trước đen bông. Và mặt bông hiện tại nha. Đó, rất thơm nha mọi người. Hộp điểm là rất thơm nha. Hộp điểm rừng Bình Thuận rất thơm nha. Đó. Rồi bây giờ em tới đơn Hải Yến nha. Dạ thì đây là những đơn Hải Yến của em nha. Đó. Có 3 Hải Yến và 1 cát lá chọc. Thì em vào hình số 6. Tiếp tục hình số 6 là 240k em bao ship nha. Một nguyên bản Hải Yến. Đó, rẻ ra rất nhiều nha. Đó, mọi người nhìn nè. Đó, đây là mặt trước nha. Ở đây là mặt sau nha. Gồm hai cây song song với nhau nha anh em. Giống như là một anh em đứng đâu nè, đó. Anh em đứng trên một nguyên bản nè. Đó. Gồm hai thân. Đó, 240k em bao ship nha, là hình số 6. Đó. Hình 6 240 bao ship. Em tới hình số 7. Hình số 7 cũng 240 bao ship luôn, mà cây này đã to hơn cây kia. Cây này như 10 cặp lá nè, 2 4 6 7 8 9 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 cặp lá. Cho lá này dài thêm chút, đây là 11 cặp lá. Nguyên bản nha mọi người. Hải Yến rừng Bình Thuận nha. Ở ngoài nó bự hơn trong hình, đẹp hơn trong hình nha các bác. Đây là mặt sau nha. Đó, mặt sau rất phê nha. Nó đi rừng mà để tìm được một cây Hải Yến bự như vậy là cũng hiếm lắm mọi người. Không có nhiều đâu. Còn Hải Yến nhỏ thì cũng nhiều lắm, nhưng mà cũng hiếm luôn. Nó Hải Yến nhỏ thì có nhưng mà cũng hiếm. Còn kia bự như vậy thì càng hiếm hơn. Càng hiếm hơn. Và em tới hình số 8. Hình số 8 thì một nguyên bản một nùi luôn. Cây này bự nhất nè. Đó. Em quay tổng quan nha. Đó, cây số 8 nè. Hình số 8 nè. 320 bao ship nha. 1 nè. Đây. 2 3 4 5 6 gồm 6 cây, 7 cây. Cây này có 2 cây đứng ra đây nữa. Đó. Đó thì hình số 8 em bán là 320. Đó em đều bao ship luôn nha. Đó. Và em tới hình số 9. Hình số 9 là một két lê da gồm 4 thân, lá chọc nha. Đó, két lê da lá chọc. Thì hình số 9 thì inbox em nha. Đó, inbox cho em. Rồi, em cảm ơn mọi người đã xem video nha. Mọi người xem video có ơn hình nào từ số 1 tới số 9 thì cứ gọi cho em nha, để đặt hàng nha. Thì có chậu tạc cứu á, là gọi cho em nha anh. Và hình số 9 thì inbox cho em nha anh. Đó, còn những hình kia là em có công giá công khai và tất cả em đều bao ship nha mọi người. Rồi, mọi người xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nha. Em cảm ơn mọi người rất rất nhiều ạ. Chúc mọi người buổi chiều thật vui vẻ ấm áp ạ. Thank you.